4 giờ căng thẳng dành lấy sự sống cho người đàn ông đối diện cái chết, sau 4 giờ phẫu thuật căng thẳng, các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã dành lấy sự sống cho người đàn ông bị phình mạch não, đối diện nguy cơ tử vong. Sáng 20 tháng 3, bác sĩ CKII Phạm Thanh Phong Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ Bệnh viện DKTW, CT, cho biết nơi đây vừa điều trị thành công cho người đàn ông bị phình mạch não vỡ dẫn đến xuất huyết trong não, theo đó, bệnh nhân nam tên M. T. Đê sinh năm 1972, ngụ thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang nhập viện trong tình trạng thường xuyên đau đầu vùng chán nhiều. Khám điều trị nhiều nơi không giảm, nên nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang, sau đó, được chuyển đến Bệnh viện ĐKTWCT. Tại đây, sau một ngày nhập viện với bệnh cảnh đột quỵ, được xử trí cấp cứu ban đầu, đến chiều bệnh nhân bắt đầu giảm chi giác, hội trần khẩn giữa đơn vị can thiệp mạch não, và chuyên khoa ngoại thần kinh xác định bệnh nhân có túi phình động mạch thông trước đã vỡ, gây xuất huyết não chán trái. Đánh giá đây là một trường hợp khẩn cấp. Nguy cơ tử vong cao do túi phình, đã vỡ, cần loại bỏ túi phình càng sớm càng tốt. Kết quả hội trần thống nhất bệnh nhân có chỉ định sử dụng vi phẫu kẹp cổ túi phình. Ekip phẫu thuật sử dụng hệ thống kính vi phẫu Leica like F50 có hỗ trợ huỳnh quang trong mổ cùng với khung cố định đầu và vén não tự động. Sau 4 giờ phẫu thuật căng thẳng, các bác sĩ chuyên khoa của bệnh viện đã bóc tách túi phình kẹp hai clip titanium vào cổ túi phình, loại bỏ túi phình ra khỏi vòng tuần hoàn đa giác Willis. Sau phẫu thuật ngày thứ hai tình trạng bệnh nhân đã ổn định, chỉ còn đau do vết mổ, khảo sát mạch máu não sau mổ cho thấy. Đã loại bỏ hoàn toàn, được túi phình, mà vẫn bảo toàn, được các cấu trúc mạch máu quan trọng. Hiện tại, bệnh nhân tỉnh táo, không sốt và chuẩn bị xuất viện. Đây, được xem là lần đầu tiên. Tại đồng bằng sông Cửu Long phẫu thuật thành công túi phình động mạch não, đã vỡ cho bệnh nhân hy vọng quý vị cho một lượt thích để ủng hộ tôi mới đi học đọc về xong trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại